Kỳ đẹp, quá là thần thái. Một tràng pháo tay dành cho Thúy Anh cùng với ca khúc Ta Còn Thuộc Về Nhau. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta thấy một lần nữa Thúy Anh làm cho tất cả quý vị và các bạn bất ngờ. Ở từng vòng thì Thúy Anh mang đến cho mọi người cảm giác là thể loại nào bạn hát cũng được hết. Và một lần nữa chúc mừng bạn đã rất thành công với ca khúc ngày hôm nay. Vậy thì ngay bây giờ, huấn luyện viên Quang Lê, em xin mời anh chia sẻ.
Từ đầu mùa đến bây giờ, Quang Lê chưa bao giờ mà hết những lời khen ngợi dành cho thí sinh Thúy Anh. Và cứ qua mỗi vòng thi là em lại thể hiện một cách tuyệt vời hơn. Và hôm nay em rất là dịu dàng, rất là ngọt ngào. Khi mà lên cao rất là nội lực, khi mà thả hồn xuống rất là nhẹ nhàng. Từ đầu mùa tới giờ, anh đã khen Thúy Anh quá nhiều rồi. Bây giờ cái tiết mục này nó trên cả quá nhiều nữa, thì không biết phải dùng từ gì mà khen. Chỉ có 3 chữ, quá tuyệt vời. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê với 3 chữ quá tuyệt vời. Vậy thì đối với huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại thì anh chị cảm thấy như thế nào về thí sinh nặng ký này ạ? Thúy Anh là một thí sinh mà Quốc Đại chờ đợi để xem phần biểu diễn của Thúy Anh, luôn luôn cảm thấy rất là hài lòng. Hôm nay rõ ràng giọng ca của Thúy Anh rất nội lực. Chúc mừng Thúy Anh. Xin được cảm ơn anh Quốc Đại ạ. Ngày hôm nay chiến thuật của Thúy Anh đó chỉ là đứng một chỗ trên sân khấu thôi, nhưng mà giọng hát của cô ấy đã làm sáng bừng cả sân khấu. Cảm giác riêng của chị như thế nào ạ? Xin mời chị Tư. Đối với em thì bây giờ anh Lê đã cho em được 3 chữ quá tuyệt vời rồi, với lại anh Đại nữa thì chị đâu có gì nữa đâu để mà nói nữa, phải không? Chúc mừng Thúy Anh rất là nhiều. Cảm ơn chị, cảm ơn huấn luyện viên Cẩm Ly rất là nhiều. Chị Minh Tuyết đang cảm thấy như thế nào khi nhận được rất là nhiều lời khen dành cho Thúy Anh ạ? Đối với riêng chị thì chị thấy là với những bản nhạc tình ca, nó càng dễ bao nhiêu thì em lại càng khó bấy nhiêu. Nó khó ở cái chỗ là vì nó dễ quá thì em phải làm sao để cho nó hay. Cho nên khi mà chị và Thúy Anh chọn bài hát này thì chị cũng muốn là tuần vừa rồi em đã rừng rừng rồi, thì tuần này em hãy đứng đó và em hãy truyền hết cái tình cảm cũng như lời ca tiếng hát của em đến cho người nghe, và hãy chứng minh bản lĩnh của mình. Cho nên đó là lý do mà chọn bài này. Thực sự với bản thân Minh Tuyết khi hát bài này thì Minh Tuyết cũng phải cố gắng, bởi vì nó không phải là một bài hát dễ hát. Nhưng mà hôm nay Thúy Anh, em đã làm cho chị rất là hãnh diện. Xin được cảm ơn những sự chia sẻ rất là thú vị đến từ các vị huấn luyện viên. Và chúc mừng Thúy Anh một lần nữa giữ vững được phong độ của mình trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao. Và điều chúng ta đang chờ đợi đó chính là những số điểm chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa ở cuối chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho Thúy Anh được không ạ? Kính thưa quý vị, ở đội của huấn luyện viên Quang Lê có một anh chàng tên là Hồ Ngọc Vàng. Đây là một anh chàng phải nói là rất là yêu màu tím của Huế mộng mơ. Và qua mỗi vòng thì anh ấy mang đến những ca khúc rất là trữ tình, nhẹ nhàng và ca ngợi vẻ đẹp của quê hương của mình. Nhưng trong đêm bán kết ngày hôm nay, Hồ Ngọc Vàng sẽ lột xác hoàn toàn và mang đến cho tất cả quý vị và các bạn một nguồn năng lượng, một cảm hứng khác với một ca khúc rất khác những vòng trước của anh ấy. Một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, ca khúc được mang tên Không Thể Và Có Thể.
Sợ sẽ sao? Sẽ không thể và có thể cùng với Hồ Ngọc Vàng. Yeah. Tôi không tin đây là Hồ Ngọc Vàng. Trả anh Vàng lại cho tôi đi. Anh là ai vậy? Tôi không biết anh đi ra đi. Ngày hôm nay kính thưa quý vị và các bạn, một sự lột xác phải nói là quá bất ngờ. Trên sân khấu của ai sẽ thành sao? Anh ấy không chọn những cái bộ trang phục màu tím liệm quen thuộc ở mỗi tuần của mình nữa. Và ngày hôm nay, đinh, gai, kẽm, da, các kiểu, và đặc biệt là thần thái của Hồ Ngọc Vàng ngày hôm nay khiến cho tất cả quý vị và các bạn thực sự bùng nổ, phải không ạ? Anh Quang Lê ơi, em xin phép hỏi anh câu. Tại vì với một cái hình dáng như thế này, với một phong cách như thế này thì chắc chắn không phải là thế mạnh của anh Quang Lê rồi. Vậy thì tại sao anh có thể biến hình thí sinh của mình trở nên một con người quá khác trong ngày hôm nay vậy ạ? Khi mà về đội đó thì phát hiện là trong giọng hát của Vàng không giới hạn ở cái dòng bolero hay là nhạc Huế, mà khi mà nghe Vàng hát thử qua cái thể rock này thì Quang Lê thấy là đó cũng là một thế mạnh. Và hôm nay thì phải nói là rất là hài lòng, đặc biệt là thích cái câu xuống gặp anh Lê rồi hỏi thể sao, tự nhiên ra khó trả lời luôn, sẽ thành đôi đó, sẽ thành đôi đó, quyết định là hai đứa sẽ thành đôi đó. Chị Minh Tuyết nãy giờ chị cười mà chị không ngớt luôn. Sao chị cười hoài vậy chị? Với chị á, ngày hôm nay em làm chị quá bất ngờ luôn á. Cười ở chỗ là bởi vì cái sự cố gắng hết sức của em trong cái vấn đề biểu diễn và hình thể đó. Có những cái nó rất là ngây ngô. Giống như rock thì người ta cứng bao nhiêu thì em thì nó lại bị dẻo bao nhiêu. Đó, ví dụ vậy. Cho nên nó làm cho chị hơi bị mắc cười. Cái đó phong cách riêng á chị, phong cách sự uyển chuyển của Hồ Ngọc Vàng á chị. Nhưng nó rất là dễ thương. Nói chung rằng là ngoài những cái điều mà chị nói về diễn hay là những cái điều mà em đem đến cái không khí cho mọi người thì chị thực sự cũng rất là bất ngờ, vì bài hát này cũng là một trong những bài hát rất nặng ký mà em từ một người hát bolero em chuyển qua lần đầu tiên hát bài này đêm bán kết. Với chị là em hát không dở và nói chung là đạt rất là tốt, những cái nốt cao em không bị phô và em hát rất là trọn vẹn. Riêng chị thì nói chung là chị rất là thích tiết mục này. Chúc mừng em. Nói sao cũng được, miễn là thích là được rồi, có điểm cao rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết ạ. Vậy thì đối với huấn luyện viên Quốc Đại và huấn luyện viên Cẩm Ly, dạ xin mời anh chị chia sẻ về cảm xúc của mình sau khi theo dõi Hồ Ngọc Vàng trong cái phần trình diễn này ạ. Nó hát rock mà tôi mắc cười hoài mới chết chứ. Đối với em thì là em hoàn toàn bất ngờ luôn và hơi phân vân xíu. Khi mà Vàng hát cái ca khúc này á, thì anh cảm nhận là cái máu hát của Vàng nó mới được tỏa ra nhiều hơn. Có nghĩa rằng á, theo cảm nhận của cô á, từ đầu chương trình đến bây giờ, bài hát này là bài hát con hát đạt nhất. Đó, đơn giản là như thế. Có nghĩa là nó có thể phô diễn được cái giọng và cái nội lực của con. Và hôm nay nãy cô quay qua cô nói với Quốc Đại rằng đây, những gì trường lớp hôm nay có cơ hội được bộc lộ hết là con được thể hiện. Nó đúng kiểu cái kiểu mà học trường lớp. Còn ngày xưa đến bây giờ Hồ Văn Vàng cứ nghĩ đến là một màu tím rịm, là những bài về Huế. Con hát không phải về Huế dở, con không phải hát bolero dở. Nhưng con chưa có nhuần nhuyễn, tại vì hát trữ tình, những cái luyến nó phải ngọt và nó phải mượt. Thì điều đó con chưa làm được. Nhưng mà đối với cái dòng nhạc này nó không có cần những cái luyến mà luyến nhỏ và mềm như thế. Nó con không phải gò ép cái giọng mình lại. Con được bung thoải mái. Cho nên hôm nay đối với bản thân cô, bài này là bài con hát tốt nhất từ đầu chương trình đến bây giờ. Ít khiếm khuyết nhất. Chỉ có điều gốc của mình nó đang nằm tím rịm. Cho nên khi mình mặc cái da đen lên, mình chưa có dung hòa nó được, cho nên nó nửa nửa. Cho nên là
cái kết cô cũng hết hồn với con luôn. Con mặc cái bộ đồ da mà con quỳ xuống cô nhìn cô muốn xỉu. Ủa chị Ly, tự nhiên bữa nay cái nói chuyện với Hồ Ngọc Vàng cái tự nhiên xưng con tự nhiên cái khiến cho mình đâu già có. Không có, mấy tập trước chị xưng chị. No, không, bạn không có. Đính chính cho cô ngay lập tức, nhanh lên. Vàng ngày xưa là chị Ly đi có đi tuyển sinh một lần ở Huế và gặp Vàng lúc đó. Éo ơi, anh này nhỏ xỉu 16 tuổi, ốm cố sụt ngay. À, cố con. Bây giờ vậy hả? Bây giờ 19 tuổi, vẫn cố con. Nhìn đi, cố cầm lý mà chị Minh Tuyết đấy. Tại chị Tuyết trẻ hơn. Cố đấy là cô kỉnh chứ không phải là cô già. Cô kỉnh, kỉnh trong. Đúng, 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 đúng. Không hiểu chi được à. À, thế là con không kỉnh cô à. Nói chung là kỉnh cô cầm lý nhưng mà thịt cô Minh Tuyết. Ừ. Nè, cô chỉ có một lời khuyên rằng con có thể phát triển ở dòng nhạc này. Tại vì con hát ở đây thì người ta cảm thấy con thích hợp hơn. Nhưng nếu được mình dùng thời gian mình rèn luyện thêm, mình vẫn có thể hát được dòng nhạc kia. Mình đa dạng thì vẫn hay hơn ha. Chúc mừng tiết mục của con. Tạm lần nữa xin được cảm ơn những sự nhận xét đến từ bốn vị huấn luyện viên. Chúc mừng Hồ Ngọc Vàng đã lột xác cực kỳ thành công. Một trái tay dành cho Hồ Ngọc Vàng. Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Ai Sẽ Thành Sao Mùa Thứ Ba Trong Đêm Bán Kết. Kính thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau thưởng thức 6 tiết mục của 6 thí sinh xuất sắc nhất. Sẽ có 3 thí sinh giành số điểm cao hơn đến từ các vị huấn luyện viên sẽ tiếp tục bước đến đêm chung kết để chinh phục ngôi vị quán quân của Ai Sẽ Thành Sao Mùa Thứ Ba. Và hiện tại trên tay Quốc Bảo là bảng điểm tổng kết của tất cả 6 thí sinh sau 6 tiết mục của mình. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng hướng mắt lên sân khấu, dành một tràng pháo tay để đón chào top 6 xuất sắc nhất của chúng ta quay trở lại sân khấu. Mỗi thí sinh vẫn giữ vững được phong độ của mình. Mỗi thí sinh vẫn thể hiện được cá tính rất riêng và màu sắc âm nhạc của mình. Nhưng chỉ có 3 cái tên có số điểm cao nhất mới có cơ hội tiếp tục đến với đêm chung kết của Ai Sẽ Thành Sao. Và điều đó đồng nghĩa với việc rằng 3 thí sinh có số điểm thấp hơn sẽ phải chia tay với chúng ta sau đêm bán kết ngày hôm nay. Trên tay Quốc Bảo hiện tại đang là số điểm tổng kết của tất cả 6 thí sinh. Và ngay bây giờ sẽ không để mọi người chờ đợi lâu nữa. Quốc Bảo sẽ đọc 3 số điểm cao nhất và điều đó tương ứng với 3 thí sinh sẽ bước tiếp với chúng ta trong đêm chung kết. 3 số điểm cao nhất: 29,75, 29,75 và 29,5 điểm. Cái tên sẽ tiếp tục bước với chúng ta là một cô gái. Xin được chúc mừng với tổng điểm 29,75. Thúy Anh đã bước vào đêm chung kết. Xin được chúc mừng Thúy Anh đã đại diện cho đội huấn luyện viên Minh Tuyết bước vào đêm chung kết. Và điều đó có nghĩa là anh chàng dâu tây điển trai hào hoa của chúng ta sẽ phải dừng lại. Và ngay bây giờ, cái tên tiếp theo thuộc về đội huấn luyện viên Cẩm Ly và Quốc Đại. Với tổng điểm là 29,75 điểm, xin được chúc mừng Hà My và Tấn Đạt đang nắm tay nhau rất chặt. Họ không dám mở mắt để theo dõi khoảnh khắc này. Và người sẽ đi tiếp cùng chúng ta, xin được chúc mừng Tấn Đạt. Hãy trao một cái ôm dành cho đồng đội của mình, đó chính là Hà My. Và cái tên duy nhất còn lại, chúng ta chỉ còn một tấm vé mà thôi, đến từ đội huấn luyện viên Quang Lê, Thái Bảo và Hồ Ngọc Vàng. Hai màu sắc khác nhau nhưng luôn luôn biết cách để lại dấu ấn của mình trong lòng tất cả quý vị khán giả. 29,5 là số điểm mà thí sinh tiếp theo của chúng ta sẽ bước đến đêm chung kết. Và xin được chúc mừng Thái Bảo.
Kính thưa quý vị và các bạn, vậy thì ngay bây giờ chúng ta đã xác định được ba cái tên bước vào đêm chung kết của Ai Sẽ Thành Sao. Và ngay bây giờ các bạn xin được mời lên sân khấu. Bốn vị huấn luyện viên sẽ cùng chia sẻ với top 6 học trò cưng của mình trong khoảnh khắc vừa rồi. Xin được cảm ơn những màu sắc của các bạn đã mang đến. Chắc chắn đến với sân chơi của Ai Sẽ Thành Sao, các bạn đã để lại dấu ấn rất đậm nét. Dành cho hai cô gái xinh đẹp của chúng ta với ca khúc Tình 2000. Trời ơi là trời. Trời ơi. Bây giờ mới biết nha, lù đù giác cái lù chạy đó. Ai vậy chị? Thì em đoán thử ai? À, em đoán là anh Quốc Đại phải không chị? Vậy sai rồi, nhìn vậy mà nói anh Quốc Đại. Anh là anh quậy từ dưới rồi. À. Chị Tuyết á, nói là hai câu này đó là xuống là quyến rũ anh này. Dạ. Mà ta đi xuống là cái anh kia anh tràn bờ lên là anh gom đi luôn. Gom đi luôn. Em đâu có chịu.
Thật ra là cái Kim Tuyến của em nó hợp hơn với hai câu này hơn là Lê. Cùng cảnh sát phải không chị? Chị tưởng là đi hai cặp luôn cho nó đều, ai ngờ không, anh Lê anh hốt hết hai câu đi lên đằng đại đây. Ngơ ngác luôn. Mà hồi nãy là khi mà giới thiệu cái bài này là em chịu lắm rồi. Em chịu, mà em không chịu bấm em để Lê vớt rồi, lúc đó mới hết hốt hụi chót đâu. Không phải, đang thưởng thức, tại đang nhớ lại cái thời mà mới bắt đầu đi hát, cũng có hát bài này. Vậy hả? Không, nhưng mà quan trọng cái ao thần thái chứ bộ. Thần thái chứ bộ. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, với ca khúc vừa rồi, với nhan sắc này, với vẻ ngoài như thế này, với sức hút của giọng hát, thì chúc mừng hai bạn đã mang lên sân khấu hai nhân vật điển trai nhất của huấn luyện viên của chúng ta. Huấn luyện viên có hai trai mà hai trai đẹp nhất của huấn luyện viên. Em nói như vậy được không có chật chỗ nào luôn á chị Cẩm Ly. Thật ra là không phải hai trai đẹp nhất đâu, ở đây là có ba đứa, đứa MC là ốm nhất này, được nhất này, mập nhất, xong vậy. Và các bạn ơi, xin được chúc mừng các bạn đã nhận về cho mình tất cả là hai sự lựa chọn, và điều đó đồng nghĩa với việc các bạn an toàn. Đâu là Diệu Ly và đâu là Kim Hoàng? Dạ, em là Diệu Ly ạ. Dạ, em là Kim Hoàng ạ. Có chị em gì không em? Dạ không. Mình là ca sĩ, mà nhất là con gái, phải tinh tế một chút. Thấy mà có một mình anh Lê bấm mà bài nó sắp hết rồi, thì hãy dùng cái gì sắc đẹp của mình để đến quyến rũ anh Quốc Tài. Không phải là chưa tới là bị chặn rồi. Mà tự nhiên cái anh Lê hốt cái nó đi theo luôn, cái để anh Quốc Đại đứng đây, anh Quốc Đại anh hiền đó nha. Không phải, nhưng mà thật sự là phải cảm ơn Quang Lê rất nhiều. Khi chặn lại thì mình nói quên bấm, nãy giờ quên bấm nên phải bấm cái để chạy lên. Nói chung là chúc mừng em đã được hai chọn và em đã được lọt vào vòng trong. Em cảm ơn. Chúc mừng hai em. Em cảm ơn. Vậy thì với cái phần là mình lên rất là sát cho sân khấu, đứng ngay bên cạnh hai người đẹp của chúng ta, thì anh Quang Lê ơi và anh Quốc Đại có muốn nhắn nhủ gì với hai cô gái của chúng ta thêm không ạ? Vô trong còn gặp nhau nhiều lắm, yên tâm đi. Chúc mừng hai em. Và một lần nữa xin được chúc mừng hai bạn nhanh, gọn lẹ vào thẳng vòng trong luôn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, em cảm ơn mọi người. Lại chuyện cái ao, lòng anh bỗng thấy nao nao. Cái ao khổ công anh đào, đào đêm đào ngày anh cũng ráng cho mau. Đào xong anh thả cá, cá tình cá nghĩa nàng ơi. Nàng vui con cá quẩy đuôi, cá duyên cá nợ công anh đào vì ai. Nhắc lại chuyện bấy nhiêu, lòng anh bỗng thấy buồn thiếu. Cái ao uổng công anh đào, giờ đây còn gì tâm hơi cả ai ơi. Vì sao anh không thấy cá chìm cá nổi chạy đâu? Vì đâu anh biết hỏi ai? Cá ơi cá hỡi công bao ngày đào ao. Dòng sầu tím trái mù ô, tiếng chim lạc bay mỏi mòn tình anh. Ao cá còn đây, gió ru tình anh.
nhắc lại chuyện cái áo, lòng anh bỗng thấy nao nao. Nhắc lại chuyện cái áo, sao bỗng buồn thiêu. Kính thưa quý vị và các bạn, và đó chính là ca khúc Chuyện Tình Bên Ao Cá. Và với giai điệu này thì chúc mừng bạn đã nhận về cho mình hai sự lựa chọn. Và một vài câu đầu thôi thì bạn đã câu ngay về cho mình sự lựa chọn đầu tiên đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Rất là sớm luôn anh. Anh ơi, mình dùng chiến thuật mới ở thí sinh này anh hả? Anh bấm em liền á, là bởi vì anh biết bằng chương. Bằng chương trước đây là anh biết em hát dòng bolero. Nhưng hôm nay anh chọn em là bởi vì em thể hiện một bài hát rất miền Nam. Hồi xưa giờ anh chỉ nghĩ là em chỉ hát chuẩn bolero thôi. Thì hôm nay chính vì cái điều ngạc nhiên đó cho nên anh cho em cơ hội. Dạ, em cảm ơn Quang Lê. Trước khi là tiếp tục thì cho phép em vào trong em lấy quà một món nữa quà. Sao mà quà dạ, một món quà vậy? Nhỏ nhỏ gửi tặng cho tất cả quý vị ban giám khảo. Dạ, em gửi tặng chị Minh Tuyết ạ. Trời ơi. Tặng Minh Tuyết cái xoài chua. Dạ, em tặng chị Cẩm Ly ạ. Em tặng rồi, em. Cảm ơn em. À, chào mừng tất cả quý vị và bà con đã cùng đến với lễ hội trái cây miền dạ, Tây. Dạ, gửi anh ạ. Dạ, kính thưa tất cả quý vị và bốn vị huấn luyện viên. Dạ, đây là xoài mà em... Cái nhà lá vườn. Em dạ, đào cái ao xong rồi em trồng cái xoài này. Em trồng cái cây xoài bên kế cái ao cá của em. Dạ, dạ, sau bao ngày em chờ đợi thì bây giờ cái cây xoài này nó đã có trái. Cho nên là em muốn mang cái thành quả này để tặng cho tất cả quý vị huấn luyện viên ở dưới bên dưới ạ. Cái này là trồng thiệt không? Cái này nói thiệt luôn là cái này là nhà, xoài nhà trồng đúng không? Dạ, xoài nhà trồng đó chị. Mà phải cạnh bên ao cá không? Dạ, xoài nhà trồng nhưng mà cảnh gì thì không biết. À, cảnh... Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với Quốc Đại và chị Cẩm Ly à. Xin mời anh chị. Ở cái bài này em có cái giọng tốt. Nhưng mà chị khó chịu một điều thực sự đối với bản thân chị. Anh Lê thì thích nhưng chị thì lại không thích là em nên nhớ giữa trữ tình bolero và dân ca khác tí xíu nha. Em nói để cho em nói coi em có nhận xét bolero với dân ca đúng không nè. Thì nói đi. Thấy chưa, không nói ra bây giờ đó. Nói đi nãy không, giờ không. Tôi ý là xúc. Ý là rồi em... hai chị em này lục đục rồi. Không, không có lục đục phải không Tuyết phải là bởi vì Tuyết nói coi có hai chị em giống nhau. Bởi vì Tuyết không có chuyên về bolero và dân ca cho nên Tuyết thử coi cái sự nhận xét của Tuyết có đúng hay không. Rồi nói đi. Là cái nhạc dân ca đó em càng mộc mạc bao nhiêu, bớt nhấn nhá nhiều bao nhiêu, nó lại càng gần gũi với lại cái người nghe bấy nhiêu. Còn em thì chị thấy em hơi bị nhấn nhá, câu chữ hơi bị nhiều nên nó hơi bị điệu. Cái đó em nói, em nhận xét có đúng không vậy? Đây à, chị chưa? Nghe được. Xong chưa Tiến? Xong chưa? Rồi rồi em xong rồi. Đây chị sẽ nói, có nghĩa là ở trữ tình em cần cái độ luyến lấy mềm mại để cho nó mượt cái bài hát. Nhưng ở những bài âm hưởng dân ca, đặc biệt dân ca Nam Bộ mà còn đặc biệt hơn là những bài hát của cố nhạc sĩ Trương Quang Tuấn, là giống như kể chuyện. Có nghĩa là nhắc lại chuyện cái ao, lòng tôi bỗng thấy nao nao. Cái ao khổ công anh đào, đào đêm đào ngày tôi cũng ráng cho xong. Hiểu không? Em hát như em kể chuyện, nó vẫn có độ mềm mại nhưng em càng mộc chừng nào nó lại càng hay chừng nấy. Thì cái bài này em hát giọng em tốt nhưng tại vì em luyến nhiều quá thì nó lại không cảm thấy cái chất mộc ở trong đó, nó hơi bị uổng. Tùy nội dung của từng bài và thể loại mà mình xử lý, chứ không phải cái nào mình cũng đem vô mình áp dụng. Nhưng chị vẫn bấm là tại vì giọng em tốt. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị Cẩm Ly rất là nhiều. Và một lần nữa chúc mừng bạn đã nhận về cho mình hai sự lựa chọn. Một tràng pháo tay dành cho thí sinh của chúng ta. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi. Xa xa
Kính thưa quý vị và các bạn, và đó chính là Tình Thôi Xót Xa cùng với hai soái ca đàn guitar của chúng ta. Em tên là Ngô Thanh Sang và hiện tại công việc chính của em đó là kỹ sư. Em tên là Đoàn Huy Xanh, hiện tại em đang là giáo viên dạy guitar. Thật sự chị không bấm là cái lý do như thế này. Thứ nhất là một bài hát này cũng là một bài hát nổi tiếng cũng khá lâu. Thì khi mình hát lại thì mình phải có một cái gì đó nó mới mẻ để nó tạo cho người ta cái sự thu hút. Nhưng mà hai em hát bài hát này nó không có một cái gì gọi là mới hơn hết. Mà đã vậy, hai cái giọng hát này lại quá khác biệt. Bạn áo xanh á, thì lại biết cách gò chữ, biết cách mềm. Ngân nga mềm mại. Nhưng ngược lại cái giọng bạn này thì lại át mất cái giọng bạn áo xanh. Cho nên chính vì cái điều đó khi các em hát song ca với nhau thấy sự tương phản quá lớn, nó làm cho tụi chị cảm thấy nó không được hoàn hảo trong tiết mục vừa rồi. Đó là lý do chị không bấm. Sự ra Sang bị vậy nè, cái giọng em nó vang, nó có những cái khoảng vang và nó mạnh. Dùng từ là nó nôm na là cái giọng em nó thô. Đúng, đúng. Thô. Hiểu không? Em chưa có biết nhào nặng nó để cho con có thể mềm mại ở những đoạn nào mà em thích phát ra chữ nào làm phát ra chữ đó. Xanh thì lại mềm mại quá. Đúng. Mềm mại, nhẹ nhàng, du dương. Còn em thì nó thô. Chị ví nôm na cho em dễ hiểu. Thí dụ như em hát nó vuông vậy nè. Đúng là mình phải bo tròn bốn cái góc lại. Em hiểu không? Tức là em chưa có biết cách thôi. Nhưng em có cái giọng hát đó tốt. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ huấn luyện viên Cẩm Ly à. Với những lời nhận xét vừa rồi thì các huấn luyện viên của chúng ta cho rằng cái sự kết hợp này không phải là một sự kết hợp hoàn hảo. Vậy thì ngay bây giờ các bạn ơi, đây sẽ là cơ hội để các bạn thể hiện một lần nữa để lấy được tình cảm của các huấn luyện viên với phần hát đơn của mình. Ủa, tiếng đàn guitar nghe ấm quá hả? Đồng xanh là chốn đây, tiếng đàn có cây là nơi bầy thú hoa đang vui đùa trong nắng say. Đây những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây. Đây những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng, và những đôi nhân tình đang thả hồn giữa mây trời. Xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Và ngay bây giờ xin mời Sang ạ. Từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng, lòng thầm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hững hờ. Mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài. Một mình anh lòng xe sắt với gió đông khuya. Sao hát bài này khác dữ vậy? Giờ thôi hết những ước mơ dài. Mưa còn rơi rớt trên nỗi sầu. Lạnh đôi vai em ơi biết chăng tim anh lẻ loi. Xin được cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hình như là các bạn đã làm cho những vị huấn luyện viên của chúng tôi phải nhức đầu thêm một lần nữa. Với lần này thì các bạn đã thể hiện được rõ ràng màu sắc, sự riêng biệt của mình hơn. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng các bạn lắng nghe sự chia sẻ đến từ những vị huấn luyện viên nha. Thật sự Huy Xanh, em hát nghe nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Nhưng mà chị nghĩ là đến với một cuộc thi, nó cần có nhiều màu sắc ở trong cái giọng hát và trong cái cách hát của mình. Với chị thì chị nghĩ là em chưa đủ hành trang để làm điều đó. Còn riêng Thanh Sang, em hát qua bài này nó khác hẳn cái bài kia. Cũng định nói với chị đó. Nghe nó rất là touching chị, nó rất là có tình cảm trong cái câu hát của em. Nghe chị rất thích, rất có màu sắc chứ không phải là không. Chị thấy được ở trong Sang có cái chất giọng mà chị có thể giúp Sang phát triển được. Cho nên chị phải đành
chia tay với em. Sorry cưng. Và một lúc lựa chọn, đèn xanh sáng lên và đèn xanh đó dành cho Thanh Sang. Và một lần nữa xin được cảm ơn Huy Xanh rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Kính thưa quý vị khán giả, với phần chia sẻ cảm xúc và những nhận định của những vị huấn luyện viên của chúng ta vừa rồi cùng với hai thí sinh, đó chính là Thanh Sang và Huy Xanh, thì hội đồng huấn luyện viên gồm hai nút bấm xanh, hai sự lựa chọn đến từ huấn luyện viên Quang Lê và huấn luyện viên Minh Tuyết, thì hai vị huấn luyện viên của chúng ta đã đồng lòng dành thêm một cơ hội dành cho Thanh Sang. Vì vậy chúng ta dành một tràng vỗ tay chúc mừng cho Thanh Sang đã vượt qua vòng này. Và một lần nữa xin được cảm ơn và chia buồn với Huy Xanh. Và cảm ơn Huy Xanh đã mang đến một phần kết hợp rất là tuyệt vời, một ca khúc rất là ngọt ngào gửi tặng đến cho tất cả quý khán giả. Một lần nữa cảm ơn bạn. Kính thưa quý vị khán giả, và tiếp theo ngay sau đây trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm rất là quen thuộc, ca khúc Ru Lại Cầu Hò. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đến với món quà âm nhạc tiếp theo. Bà xã, anh về đây làm gì nữa? Về đây để làm gì? Anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh có được không? Tha lỗi cho anh hả? Hết lần này rồi tới lần khác. Cái ngày anh đi, anh có nghĩ tới ngày hôm nay không? Anh có nhớ lúc đó tôi quỳ xuống, tôi van xin anh để mà anh ở lại với má con tôi mà anh đâu có chịu. Anh bỏ đi. Bây giờ anh kêu tôi tha lỗi cho anh. Cái lúc anh đi tôi tưởng là tôi không có sống nổi nữa. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Không có anh thì má con tôi vẫn sống tốt. Anh đi đi. Anh về đây chỉ để xin lỗi em rồi anh đi ngay. Được. Vậy thì anh đi đi. Anh đi đi. Yeah.
lòng nghe buông giá con đò bỗng quay về đây, thấy người xưa kia gặp không may thương lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm cũng đành rủ lại câu hò thủy chung, thấy người xưa kia gặp không trào nước mắt giận lắm cũng đành. Bà xã ru lại câu hò thủy kính thưa quý vị và các bạn, và đó chính là ca khúc Ru Lại Câu Hò cùng một hoạt cảnh rất cảm xúc. Một tràng pháo tay dành cho hai người bạn của chúng ta. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn, thí sinh chính của chúng ta là thí sinh nữ, còn anh bạn bên cạnh đó chính là bạn phụ diễn dành cho thí sinh. Và bây giờ thì xin mời bạn sẽ cùng chia sẻ chút xíu thông tin về bản thân của mình với tất cả quý vị khán giả nha. Dạ, em xin chào bốn huấn luyện viên, em xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Ngọc Dã. Hiện tại thì em đang là diễn viên kịch. Hèn chi. Diễn quá xuất sắc phải không ạ? Em có hát cải lương được không? Dạ, nhà gốc của em là cải lương mà. Biết ngay mà. Tại vì cái giọng thoại nghe là biết ngay. Đây là bạn anh Tú đang cùng ở sân khấu với em. Hôm nay em đến chương trình em có này đem cho chị Minh Tuyết. Quà nữa rồi chị Tuyết ơi. Để coi cái gì. Em đem cho chị chùm chôm chôm. Trời ơi, dễ thương quá. Ngoài hải ngoại chứ không có chôm chôm. Thank you em. Trời ơi, chị rất là thích chôm chôm luôn. Thank you cưng. Có một món quà cho anh Quang Lê ạ. Em có cái này đem cho chị Minh Tuyết. Ở ngoài hải ngoại chứ không có chôm chôm. Trời ơi. Thực sự thế này, tại vì những người hát cải lương lúc nào cũng hát cái nốt cao vang hết, cái bài hát này cái nốt trầm đi xuống liên tục thì em bị xỉn những cái nốt đó rất là nhiều, cho nên đó là cái lý do mà chị cũng rất là phân vân không biết có nên bấm hay không, nhưng mà em đã tặng chị một chùm chôm chôm như thế này chị à. Cho nên chị muốn hỏi em, chị có một cái bản hợp đồng ở đây, nếu như em ký vào cái bản này là nếu mà vào vòng trong á chị bấm em lần nữa, mặc dù hai bên kia cũng bấm, em vô đội chị thì chị mới bấm bây giờ. Chị mà bấm nút xanh này cho em vào, em có cơ hội vào, vào tới vòng trong, người khác bấm em đi qua mất tiêu. Đó là chị là đưa sóng đưa thuyền em qua người khác. Phải không mọi người? Phí công á, chị Tuyết sợ là sẽ tiếc nuối với cái sự lựa chọn của mình ngày hôm nay. Rất là đơn giản, bây giờ cứ nhận lời ừ chị Tuyết trước đi. Nhận lời ừ trước đi để được vào đã. Ha. Nè, tôi có bản hợp đồng đàng hoàng nha. Có hợp đồng đàng hoàng ở nơi chứ không phải là mình nói miệng đâu. Có hợp đồng đàng hoàng. Cái này căng thẳng lắm anh Quang Lê à. Có nghĩa là ngày hôm nay chị đặt niềm tin ở em. Dạ. Thì em đừng phụ lòng chị sau này. Nhưng mà anh chị ơi, em thấy là trên sân khấu của chúng ta đang nằm trong một cái tình thế rất là căng thẳng. Và chắc chắn là bạn thí sinh của chúng ta đang áp lực, đang suy nghĩ rất là nhiều. Và bây giờ thì anh rất là muốn lắng nghe những chia sẻ của em, cảm xúc của em hiện tại. Và cái món quà ngày hôm nay em mang đến đó chính là một chùm chôm chôm dành cho chị Minh Tuyết. Nó có ý nghĩa và có sự gửi gắm gì trong món quà đó không? Em rất là vui khi mà được chị Minh Tuyết cũng như là anh Quang Lê, cũng như là anh Quốc Đại, chị Cẩm Ly đã cho em những cái lời khuyên. Đây là lần đầu tiên em gặp anh chị ở ngoài. Chị Minh Tuyết rất là đẹp. Ông ơi nói thiệt. Nè bây giờ thế này, bây giờ cái đơn giản là chị Tuyết nói là chị Tuyết bấm là em về đội chị thì cứ ừ đi. Dạ. Rồi anh sẽ cho về anh đổi lấy bình chôm chôm. Đã đây, về đội đi. Quay tới quay lui chủ đề của anh Quang Lê cũng lãng thật. Trời ơi, Lê cho về đội đó. Chị nói với em nghe nè, bây giờ em có khả năng diễn xuất, đó cũng là một lợi thế. Đúng em rồi. Xinh đẹp là một lợi thế thứ hai. Em cũng có giọng chứ không phải không có giọng. Cho nên cái quan trọng là sau này khi mình chọn bài, mình cố gắng chọn những cái bài nào nó tránh đi những cái khuyết điểm của mình. Đừng có xuống thấp nhiều quá. Thì em có thể sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó là những gì chị nói với em ha. Bây giờ em có chọn không chọn chị. Nãy giờ chị cũng đùa cho vui. Nhưng mà chị vẫn bấm cho em một bấm. Rồi quyết định vậy. Hay quá. Nút xanh thứ hai đã xuất hiện. Hay quá.
Bây giờ em không có ký vô tờ giấy mà em vẫn được bấm vô rồi, thì dòng sau mà anh có bấm thì cũng không sao ha. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép em. Một lần nữa xin được chúc mừng cho thí sinh của chúng ta đã nhận được hai nút bấm một cách rất là bất ngờ, với những sự cân đo đong đếm và những lời gợi ý từ những vị huấn luyện viên gửi tặng cho bạn. Và một lần nữa xin được chúc mừng bạn và với bạn diễn của bạn đã nhận được một món quà rất là đặc biệt, rất là bất ngờ đến từ những vị huấn luyện viên của chúng ta. Một tràng pháo tay dành cho thí sinh của chúng ta. Kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi là một làn điệu dân ca rất ngọt ngào, trữ tình, rất là dân dã. Và tiếp theo ngay sau đây trên sân khấu của chúng ta sẽ là phong cách âm nhạc gì sẽ được xuất hiện. Xin mời tất cả quý vị và chúng ta dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho hai thí sinh trên sân khấu của chúng ta được không ạ? Ngày hôm nay thì thấy hai anh xuất hiện trên sân khấu rất là bất ngờ. Hai anh đã kết hợp cùng với nhau và mang đến một phần song ca rất là dễ thương. Nhưng mà hơi tiếc chút xíu, chúng ta chỉ nhận được một sự lựa chọn đến từ huấn luyện viên Quang Lê thôi. Anh Duy Nam á, là hát hồi nãy giờ là thấy lo lắng đó. Nhưng mà chất giọng của anh á, đến thần thái, đến những cái biểu cảm á, anh giống y chang là anh Trường Vũ. Trường Vũ giống lắm luôn. Nói thêm gì đi anh, để coi giống nữa không? Không không, em xin anh một câu này thôi, anh phải hát thật giống với em. Cái câu mà gọi là đắt tiền của anh Trường Vũ là cái câu mà thức trọn đêm nay để nhớ thương em á. Trời ơi, em thích câu đó lắm. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Quá giống thưa quý vị. Nam biết là cái chữ gì mà nó giống đến nỗi mà tôi phải giật mình á. Đó là chữ thức á. Nói chung là thần tượng Trường Vũ bao nhiêu năm rồi? Thần tượng danh ca Trường Vũ khoảng chừng 5 đến 5-7 năm vậy anh. Mà cái giọng nói cũng giống nữa mới ghê chứ. Và hai anh ơi, hai anh một lần nữa có thể chia sẻ và giới thiệu về bản thân mình. Hiện tại thì hai anh đang làm công việc gì không ạ? Dạ, xin chào ban giám khảo và tất cả các bạn. Hiện tại thì Thanh đang làm công việc là kinh doanh ngành máy chiếu. Thanh thì đam mê ca hát. Khi đi hát một số trung tâm từ thiện á, thì người ta nói là giống Trường Vũ. Cho nên là Thanh cố gắng Thanh phá bỏ luôn cái giọng của mình để mình tìm một cái nét riêng của mình. Dạ, xin được cảm ơn sự chia sẻ của anh. Và rất là tiếc và xin chia buồn cùng hai anh. Và khi mà chúng ta nếu mà nhận được hai sự lựa chọn trở lên thì chúng ta mới có cơ hội bước đến vòng sau của Ai Sẽ Thành Sao. Và một lần nữa không quên gửi lời cảm ơn đến hai người anh rất là dễ thương của chúng ta đã mang đến một sự kết hợp rất là tuyệt vời, phải không ạ? Cảm ơn hai anh rất nhiều. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Nhưng lần này không phải một thí sinh mà là sự xuất hiện của hai thí sinh trong một phần biểu diễn song ca. Chưa hiện đại.
qua những món ăn ở nơi đây. Bắt sau phố phường, những hàng quán bên ven đường, nem chua khoai rán ở ngay trung tâm ngõ tắt đường, đối diện cả chợ Hầm Ra. Cá tính rất là thời trang, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu cặp đôi này họ là ai nhé. Xin mời các em. Dạ, em tên là Hồ Công Minh và em đến từ Kon Tum ạ. Còn bạn nữ thì sao nào? Dạ, em tên là Thu Uyên, năm nay em 22 tuổi và em đến từ Long Xuyên, An Giang. À, wow, dễ thương quá. Và ca khúc vừa rồi hình như các em không có mang được cái món khoái khẩu của anh Quang Lê, nên là anh không có bấm đèn xanh. Tại vì cái bài này là anh Quang Lê mắc nhìn này. Đằng sau có màn hình LED đồ ăn chạy chạy chạy. Hai em ơi, đừng vội vàng, đừng hồi hộp khi thấy Lê chưa bấm. Tại vì hai em quá dễ thương. Rất đặc biệt là các em đã hỏi anh là nãy giờ ăn gì đây. Đó. Rồi em đưa lên hủ tiếu này, bánh giò này, chè nè. Cho nên đồ ăn sau màn hình nó rất là nhiều. Phải ăn hết rồi mới bấm, hiểu chưa? Giờ mới bấm nè. Tiêu chí của anh Quang Lê là phải ăn hết rồi mới bấm. Mời anh Quốc Đại. Nó nghe nè, anh năn nỉ luôn á, bây giờ cho anh đổi phong thủy đi. Ấy là bên này á, được bánh da lợn. Bên này, được chôm chôm. Anh đói rồi hả? Rồi xong nãy anh thấy nguyên cái dàn đồ ăn nó bay mà anh qua mắt luôn á. Mà bây giờ anh phải đổi phong thủy để nhiều khi tiết mục này anh được ăn gì đó. Xin mời anh thương lượng với chị Cẩm Ly. Ngồi gần thôi nha, giống cái gì giống chứ đừng có giống tướng nha, không ổn. Đi qua nhanh lên. Chị Tư mới nhắn nhủ nhẹ đó. Chị sợ là khi, tại vì chị vẫn còn hát đôi với Đại á, cho nên chị sợ đứng nó bị so le quá kỳ. Đẹp đội hình. Em thấy là cái phần mà sau khi mà bạn Nam vừa đọc rap ra một cái, anh chị bấm liền. Có phải là những tiết tấu của những ca khúc vừa rồi, và đặc biệt là cái phần rap, đã mang lại sự hứng thú dành cho chị Cẩm Ly và anh Quốc Đại không ạ? À, Công Minh hát cái bài này thực sự ra nghe nó không có rõ lắm đâu. Tại vì cái bản gốc nó hát mờ mờ như thế, nhưng mà tại là hát audio em có thể nghe rõ, nhưng khi lên sân khấu em hát kiểu đó khó nghe lắm. Cho nên là lúc đầu chị thích cảm thấy chưa có, tuy rằng rất thích hai bài này nhưng chị chưa có bấm. Nhưng mà khi bắt đầu em vô đọc rap, chị cảm thấy hứng thú. Và ở ngoài có đọc rap nhiều không Minh? Dạ, đây là bài rap đầu tiên mà em đọc. Vậy hả? Vậy em có phải tập cái phong cách không? Tại vì cái phong cách của em á là nó giống như cái bạn mấy bạn đọc rap chuyên nghiệp. Thôi em nghĩ là nếu mà nói bạn khó tưởng tượng lắm, hay là chị Cẩm Ly, chị Thị Phạm một cái để cho bạn đâu tưởng tượng. Đâu có, chị đâu có đọc rap đâu mà chị Lý Thị Phạm. Chị Ly là chị phải đọc là thương lắm câu hò, thương lắm câu hò. Đó, chị Ly phải đọc. Xây đĩa dữ vậy. Dạ, xin mời chị Tư tiếp tục ạ. À. Còn nói về Uyên á, thì hơi bị nhát tí xíu. Trời ơi, cái bài này, cái tính cách của cái bài hát là nó phải nhí nhảnh thêm nữa. Rồi em muốn ăn cái này nè, anh đừng có tiếc tiền hay là cái cách gì đó em diễn được. Nhưng mà khi mà không có diễn cái đoạn đó thì em hơi bị nhẹ nhàng quá. Nhưng mà nói chung là hai đứa làm bài này rất là dễ thương. Chúc mừng Công Minh với Thu Uyên. Xin cảm ơn những sự chia sẻ của chị. Tại sao tụi em hát ca khúc này ăn gì đây? Mình không ví dụ mang nồi chè lên sân khấu, mang bánh giò lên sân khấu, hát tới đâu mời huấn luyện viên tới đó là ghi điểm liền. Em có mang theo nhưng mà tại vì em không dám đem ra. Rồi đâu rồi?
Dạ. Anh nghĩ là có một nhân vật đang rất chờ đợi điều đó luôn á. Món quà này em xin dành tặng cho chị Cẩm Ly và anh Quốc Đại. Đó. Vậy là đẹp đội hình rồi. Và kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với Ai Sẽ Thành Sao mùa thứ 3 và vòng đầu tiên của chủ đề nè, là ẩm thực nè, bốn phương. Nè, ổi nè, nè. Còn cái nhân vật mà bấm rất là sớm, có cái sự lựa chọn đầu tiên luôn. Màu đầu tiên mắt em tôi sự nồng nhiệt của những cô nàng rất là nóng bỏng đến từ vũ đoàn NK và những nhạc công của chúng ta đã chơi rất bốc trong tiết mục vừa rồi. Ngày hôm nay, Hà My ơi, quậy đã không? Dạ đã. Dạ, giờ mình nói một câu với tất cả quý vị khán giả thể hiện cái sự mạnh mẽ của Hà My trong buổi tối ngày hôm nay. Kêu gọi mọi người ủng hộ cho mình nè. 2, 3, chất của một cô gái rocker. Mọi người ơi! Yeah! Quá đã, đúng là không còn gì để mất nữa trong buổi tối ngày hôm nay. Anh Quang Lê, anh cảm thấy sao về tiết mục này ạ? Hôm nay em rất là lạ luôn. Và anh cảm thấy là hôm nay em lên, em đã chiến hết máu lửa. Từ những cái gào của em, từ nội lực, em gào rất là tới luôn. Và anh cảm nhận em đang sống và rất vững mạnh. Chúc mừng em. Cảm ơn. Xin được cảm ơn những sự động viên rất là tuyệt vời đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Còn đối với huấn luyện viên Minh Tuyết thì sao ạ? Cô gái nhỏ nhưng có võ ngày hôm nay đã mang lại cho chị cảm hứng như thế nào?
đây là một ca khó cho Cẩm Ly Quốc Đại, bởi vì cô bé này có một điều tôi thấy rất thích ở cổ là khi cổ bước lên sân khấu, cổ không cần biết là ngày mai ra sao và cổ không cần biết rằng là cổ có đậu hay có rớt, cổ chỉ biết sống với chính bài hát của cổ mà thôi. Cho nên ngày hôm nay nói về tinh thần bài hát, em đã làm quá trọn vẹn và rất là tốt. Chỉ có điều là cái này chị góp ý nhỏ cho em là khi mình hát những cái nốt cao á, nhiều khi cái style của em á là em hay kéo cái nốt á, nhớ cái nốt cuối của em á nó sẽ bị lạng xuống, và nó như vậy thì người ta cứ nghĩ rằng là em bị hát không tới nốt. Thì mình chú ý cái đó một chút xíu là cái chỗ đó. Nhưng mà chị rất chúc mừng em, bởi vì cái tinh thần của bài hát em đã đem đến được cho tất cả quý vị khán thính giả ở đây rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với những vị huấn luyện viên của bạn. Đối với Quốc Đại thì Hà My luôn cho Quốc Đại một cái cảm giác rất là an toàn. Em luôn có một cái ý thức tự lập rất là cao. Hôm nay em đã truyền lửa được đến với khán giả. Đối với anh thì điều đó là cái điều cần nhất của ca sĩ. Anh không chê gì hết. Đó là sự chia sẻ của huấn luyện viên Quốc Đại. Dạ, xin mời chị Tư ạ. Chị nghĩ là chị cảm thấy rất là vui khi hôm nay những cái mà chị lo, My làm được hết. Sau cái lần tập cuối cùng, chị có nói với My là cái vụ mà mình có được cái giọng cao nhưng mà mình không có được cái trụ nhiều. Và chị có chỉ cái cách cho My, và rõ ràng là My làm, My cảm nhận được phải không? Và hôm nay My có cảm thấy là khi mình hát nó dày không? Và hôm nay chị rất là sợ là sẽ bị nói cái câu là không nghe được My hát cái gì. Nhưng hôm nay em đã khắc phục được điều đó. Và chị cảm thấy chị cảm ơn em về những điều mà em đã nghe và em làm được như chị mong đợi. Chúc mừng My. Cảm ơn huấn luyện viên Cẩm Ly. Một tràng pháo tay dành cho cô nàng rocker Hà My của chúng ta. Chúc mừng bạn. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là một chiến binh rất nặng ký, rất điển trai đến từ đội của huấn luyện viên Minh Tuyết. Một tràng pháo tay dành cho dâu tay cùng với ca khúc Một Phút.
Và kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta thấy được một câu chuyện khá là buồn của một cô gái mù. Và người bạn của cô ấy cuối cùng ở lại với dâu tây của chúng ta. Nhưng mà cô ấy thì đi theo chàng trai khác rồi. Chắc là các bạn sẽ hỏi một vài câu đối với huấn luyện viên của bạn luôn. Khi mà dâu tây lựa chọn ca khúc này để trình diễn trong đêm bán kết thì chị đã cảm thấy như thế nào ạ? À? Những bài dâu tây chọn hầu như là nó là một cái style của dâu tây luôn rồi. Và chị luôn luôn ủng hộ cho dâu tây điều đó. Chị hy vọng rằng là sau cuộc thi này dâu tây sẽ dần dần khẳng định mình nhiều hơn trong lĩnh vực showbiz tại Việt Nam cũng như là tại nước của em. Em sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều sau cuộc thi này, chị biết chắc là điều đó. Chúc mừng dâu tây với bài hát vừa qua. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết ạ. À, nghe nói là ngày hôm nay có gia đình em đi cổ vũ nữa. Gia đình của bé dâu tây đang ngồi ở đâu vậy ạ? À? Dạ, xin được cảm ơn cô chú. À, con xin phép xin mời cô chú và xin mời chị của dâu tây sẽ cùng tiến lên sân khấu trong khoảnh khắc này được không ạ? À? Xin mời cô chú ạ. À, kính thưa quý vị, nếu mà ai đồng ý đây là một gia đình đẹp đều, một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? À? Dạ cô ơi, cảm xúc của cô ngày hôm nay đến đây khi mà theo dõi con trai mình đứng trên sân khấu hát có khác nhiều không? Và có bao giờ cô đã từng ngồi dưới và coi dâu tây hát trên sân khấu chưa ạ? À? Cô là tại vì cô sống ở bên Lào, khi mà con trai cô đi học ở tại Việt Nam thì cô cũng không ngờ là nó sẽ đạt được đến ngày hôm nay, dù có được hay thành công hay là không, cô cũng vui để là ủng hộ con. Yeah. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và như quý vị và các bạn cũng theo dõi thì trong ngày hôm nay thì anh chàng dâu tây của chúng ta đã kết hợp luôn hai ngôn ngữ, đó chính là hát tiếng Việt và một cái đoạn lặp lại điệp khúc nữa là hát tiếng Lào. Chắc chắn cái điều đó sẽ khiến cho tất cả quý vị và các bạn cảm thấy rất là thú vị. Còn đối với chú là cha của dâu tây, ngày hôm nay thì thấy con trai của mình trưởng thành, đỉnh đạt, rất là đẹp trai và hát rất hay trên sân khấu. Chú cảm thấy sao chú ơi? Run. Trời ơi, con trai hát mà cha dưới cha run, sao run chú? Sợ con nó khóc. Ủa, ở nhà buồn là hay khóc, bé dâu tây hay khóc nhè lắm đúng không chú? Khóc nhè. Trời ơi. Dạ. Yeah. Đúng là khi mà trở lại với đúng vị trí của một người con trai ở trong gia đình thì thấy anh chàng của chúng ta rất là nhỏ bé. Và ngay bây giờ thì chắc là xin mời cô chú sẽ tiếp tục quay trở lại cái hàng ghế danh dự của mình, sẽ theo dõi và chờ đợi những số điểm đến từ các vị huấn luyện viên. À, xin mời các cô chú. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sự nhận xét đến từ huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại. Xin mời anh chị. Có một điều là chị bất ngờ, tại vì dâu tây ở đó giờ cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi. Nhưng mà đặc biệt chị có thể cảm nhận, chị không biết dâu tây có hay không, nhưng mà từ giữa gian tấu đoạn bài hát lúc em đứng đây em hát, và khi cô gái từ dưới bắt đầu đi lên, và chị cảm giác là hình như em có một chút xúc động khi em diễn, em hát, và em giữ xuyên suốt cái mạch cảm xúc của mình cho đến cuối bài luôn. Đó, cái đó là điều đó là chắc là từ đầu chương trình giờ mới cảm nhận được, thấy dâu tây diễn được như thế. Chỉ có một xíu khúc, một vài chỗ ở trên cao thì nó không có đã như bình thường của dâu tây thôi. Nhưng mà hôm nay thì ở là cương vị một người xem thì Quốc Đại cảm thấy rất là thoải mái ở ca khúc này. Chúc mừng dâu tây đã có một tiết mục tốt. Cảm ơn huấn luyện viên Quốc Đại. Và một lần nữa chúc mừng dâu tây đã hoàn thành xong phần thi của mình, và số điểm của bạn sẽ được lưu lại và sẽ được công bố vào cuối đêm thi ngày hôm nay. Một lần nữa, một tràng pháo tay dành cho chàng điển trai của chúng ta. Có một lần mất mát mới thương người đơn độc, có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Đối với tất cả quý vị khán giả yêu nhạc, có thể dễ dàng nhận ra đây là những ca từ trong một ca khúc rất nổi tiếng, đó chính là ca khúc Đời Đã Vàng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An. Và ông đã dành ra hơn 27 năm thanh xuân của mình để viết và hoàn thành ca khúc này. Và ngay bây giờ, trong đêm bán kết của Ai Sẽ Thành Sao, xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng lắng nghe tác phẩm nghệ thuật này qua giọng hát của một thí sinh trong đội của huấn luyện viên Quang Lê. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Thái Bảo. Thôi đời ta phôi
trong cơn buồn phiền ta xin tháng ngày rồi bình No!
Kính thưa quý vị và các bạn, một khung cảnh ảm đạm và những cái từ cực kỳ da diết và dai dứt cùng với Đời Đã Vàng. Một trong pháo tay dành cho Thái Bảo. Xin được cảm ơn những vũ công đến từ vũ đoàn NK. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Thái Bảo, cô gái tóc ngắn của chúng ta lựa chọn một ca khúc phải nói là khiến cho cả trường quay rất là buồn. Anh Quang Lê ơi, anh thấy học trò của mình trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao hôm nay như thế nào ạ? Hôm nay Bảo hát rất là tình cảm. Những cái chi tiết nhỏ mà anh Lê mà chỉ cho Bảo đó thì Bảo đã làm rất là tốt. Với lứa tuổi của em hát như vậy thì anh Quang Lê cảm thấy rất hài lòng. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê. Vậy thì đối với huấn luyện viên Minh Tuyết, hôm nay trải nghiệm mới của chị Minh Tuyết đối với Thái Bảo là như thế nào ạ? Thực sự với chị thì bài hát này cũng không phải là một màu sắc nó quá khác với Thái Bảo. Với sự hài lòng của huấn luyện viên của em thì chị cũng muốn là từ những cái điều đó mà cho em được những cái điều mà đẹp nhất em mong muốn trong ngày hôm nay để mà em có thể thăng hoa. Hy vọng rằng là những cái lời khen tặng đó sẽ giúp đưa em vào đến cuối chặng đường này. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Và một lần nữa chúc mừng bạn rất là nhiều. Một trăm pháo tay dành cho ngôi sao Thái Bảo của chúng ta. Có khi nào bạn rơi vào tận cùng của nỗi đau, tận cùng của sự thất bại, khi mà bạn thấy cả thế giới dường như quay lưng lại với mình, rồi miên man trong vô thức, bạn dạo quanh một vòng, và những bước chân ấy dẫn bạn đến một không gian tiêu điều, một căn nhà hoang. Điều đó khiến cho tâm can của bạn trở nên càng hoang sơ hơn nhiều. Người buồn, cảnh buồn, liệu một điều kỳ diệu sẽ le lói xuất hiện? Và đó sẽ là câu chuyện mà Tấn Đạt sẽ kể cho tất cả quý vị và các bạn nghe qua ca khúc Đã Hơn Một Lần. Bầu trời này là của tôi, và giờ tôi nâng tôi bay lên.
lãng phí, nước mắt tôi cũng đã rơi, chơi với cơn đau bao nhiêu lâu rồi, tôi mới có ngày hôm nay. Và đôi cánh tôi sẽ không bao giờ sợ hãi bao lần mưa sông, chẳng chiến thắng nào bằng vượt qua chính mình, về chân trời ngập như ước mơ. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên, và giờ chẳng cần biết lý do, không đắn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời. Bầu trời này là của tôi, và giờ tôi nâng tôi bay lên, và giờ tôi nâng tôi bay. Vậy là đã hơn một lần Tấn Đạt tỏa sáng trên sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao. Một tiết mục rất đông đầy cảm xúc trên sân khấu trong đêm bán kết ngày hôm nay. Một sáng tác rất tuyệt vời của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả đứng bên cạnh Quốc Bảo. Đây chính là một giảng viên thanh nhạc của hai trường đại học. Và hiện tại thì anh ấy đang công tác tại nhà hát ca vũ nhạc kịch thành phố Hồ Chí Minh. Một tràng hóa tay dành cho người thầy giáo của chúng ta. Và xin mời huấn luyện viên đầu tiên sẽ chia sẻ cảm xúc này cùng với Tấn Đạt, đó chính là huấn luyện viên Minh Tuyết. Chị rất là thích cái sự diễn xuất của Tấn Đạt trên sân khấu, bởi vì khi Tấn Đạt mà nhập vô một cái nhân vật nào đó hay một câu chuyện nào đó thì Tấn Đạt luôn luôn không bao giờ để cho mình rớt ra khỏi câu chuyện đó. Từ đầu cái câu chuyện cho đến cuối kết thúc câu chuyện, đó là cái điều chị thích nhất ở Tấn Đạt. Và ngày hôm nay em cũng vẫn là như vậy. Trong bài hát này thì để nói mà chê em thì không thể chê được, bởi vì em đã lọt tới bán kết thì em phải là nặng ký như thế nào em mới lọt được vô tới vòng này. Chỉ là có lẽ khi mới bắt đầu hát ai cũng sẽ run, cho nên em bị một cái sơ suất nhỏ khi em lên cao, không lên tới nốt và hầu như mất luôn cái câu, cái chữ đó. Và cái câu ending cuối chắc có lẽ vì em quá xúc động nên cái giọng của em nó shaking ở cái câu ngân cuối, thì chị hơi tiếc cái đó, bởi vì cái dàn dựng quá đẹp. Và cái bài hát này nó giúp cho em nhiều sự thăng hoa. Nhưng nói chung thì em là một thí sinh nặng ký của đội Cẩm Ly và Quốc Đại. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Dạ, vậy thì còn đối với huấn luyện viên Quang Lê, anh ơi, ngày hôm nay anh đánh giá như thế nào về phần trình diễn trong đêm bán kết của Tấn Đạt ạ? Hôm nay em thể hiện rất là tốt. Đối với anh, tiết mục này là một tiết mục về sau này khi em nhìn lại, em cảm thấy em rất là tự hào. Anh chúc mừng tiết mục của em. Em xin cảm ơn. Xin cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê. Chị Cẩm Ly và anh Quốc Đại ơi, chắc là xin nhờ anh chị sẽ một vài lời chia sẻ với cậu học trò của mình sau khi mà hoàn thành xong cái phần thi của mình trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Ở bài hát này em phải hát lên tông những hai lần. Nó vốn là một cái bài quảng đã rộng rồi mà lên tông những hai lần thì cái điều đó làm khó cho em. Rồi cái phần dàn dựng nó nhiều cái tiểu tiết nhỏ nhỏ, nó rất là dễ phân tâm của em. Nhưng mà hôm nay em đã làm tròn đầy cảm xúc đối với anh như thế là tuyệt vời. Anh rất hãnh diện về cái phần trình diễn của hôm nay của em. Và cảm ơn em rất nhiều đã cho anh cảm xúc rất nhiều ở bài hát này. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất tình cảm, rất là chân thành đến từ huấn luyện viên Quốc Đại. Và chắc chắn đây là một cái khoảnh khắc mà Tấn Đạt ơi, dù bạn trải qua biết bao nhiêu là cuộc thi, biết bao nhiêu là hành trình tiếp theo trong tương lai của mình nữa, khó mà quên được phải không ạ? Còn chị Tư ơi, chắc là cần thêm một vài lời động viên an ủi với chàng trai nhìn có vẻ rất là nam tính nhưng bên trong cũng đôi khi yếu đuối, đã hơn một lần yếu đuối rồi chị à. Xin mời chị. Có lẽ hôm nay thì em mới thật sự là em nắm nhập tâm vào toàn bộ cái bài hát, cho nên là kết cuối của em chị có thể cảm nhận được cái cảm xúc lúc đó của em như thế nào.
Chị chỉ nói như thế thôi. Chúc mừng Đạt rất nhiều. Cảm ơn huấn luyện viên Cẩm Ly. Và anh phải cảm ơn em thêm một lần nữa đã chọn ca khúc này, bởi ở ca khúc này nó cũng nhắc về cái quãng đời đi hát của anh rất là nhiều. Giống như chị Ly nói, nó nói hộ dùm cho có những cái đoạn anh muốn buông xuôi. Ví dụ như ở đầu năm 2006, nếu như mà không có hai người tuyệt vời này xuất hiện trong cái cuộc đời của anh thì anh sẽ không có thể được ngồi đây như thế này. Đó là anh Minh Vi và chị Cẩm Ly. Đối với cuộc đời đi hát của anh thì nếu không có hai anh chị thì có lẽ là anh đã nghỉ hát từ 2006 rồi. Và sẵn ở đây thì em muốn nói lời tri ân với đến anh chị. Và Tấn Đạt ơi, bạn thấy không, ngày hôm nay với ca khúc này bạn đã chạm đến câu chuyện riêng của rất là nhiều người. Và một lần nữa xin được cảm ơn những cảm xúc đong đầy vừa rồi trên sân khấu của Ai Sẽ Làm Sao, đến từ Tấn Đạt, một thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc Đại. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Quý vị thân mến, một cô nàng thí sinh rất xinh đẹp được xem là gà chiến của đội huấn luyện viên Minh Tuyết. Cô ấy luôn luôn giữ vững được phong độ của mình qua mỗi vòng thi và mang đến sự lột xác liên tục khiến cho tất cả quý vị khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và liệu trong buổi tối ngày hôm nay, trong đêm bán kết, chúng ta sẽ còn ngạc nhiên như thế nào nữa? Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào sự xuất hiện của thí sinh Thúy Anh thuộc đội huấn luyện viên Minh Tuyết. Cùng với những vị huấn luyện viên của chúng ta và tất cả những thí sinh xuất sắc nhất để mang đến cho tất cả quý vị và các bạn rất nhiều trải nghiệm mới, rất nhiều thông tin, rất nhiều sự đổi mới trong mùa thứ ba này. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng hướng mắt về sân khấu, đừng rời khỏi màn hình quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên. Suýt nữa thì anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói. Suýt nữa thì có thể đưa em qua từng hàng phố quen. Giọng lưu bút năm xưa viết vội, hay còn nhớ nhau đến những ngày sau. Ngày đầu tiên anh dưới phân vân nguyên nơi con tim này. Môi lúc tan trường ngại ngùng theo em, là con phố có hoa bay anh mãi theo sau. Khoảng cách ấy mà sao xa quá, chẳng thể nào để tới bên em. Thời thanh xuân anh có là những nỗi buồn nuối tiếc. Lời chưa nói anh tha trong cơn gió nhân với mây trời, tình yêu đó chỉ riêng anh biết, anh cũng chẳng mong hơn nhiều. Liệu rằng em còn ai đưa đón anh ở chờ soi theo em? Nếu có thể trở về hôm ấy, anh sẽ chẳng để phí cơ hội. Tình vương quay trên chiếc xe đạp, chiều ngập tràn mảnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh. Suýt nữa tình người đã biết Lê, yêu thương đã hát hay mà anh đã tương tư. Cho mình khoảng trời kia, ai cũng phải có trong tim một vài vết thương. Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai, em đã
được người đó nay đưa. Tình yêu anh vẫn hé, vẫn mãi trọn vui nơi đây. Lời duyên nói anh tha mù trong cơn gió nhân vai mây trời. Tình yêu đó chỉ riêng anh biết, anh cũng chẳng mong hơn nhiều. Liệu rằng em còn ai đưa đón anh ở thờ soi theo em. Nếu có thể trở về hôm ấy, anh sẽ chẳng để phí cơ hội. Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đứng ngang qua. Thời thanh xuân mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp. Chiều ngược tràn mênh vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng anh. Suýt nữa thì người đã biết. Đừng có bấm để em dụ nó. Bây giờ anh sẽ bấm để em vậy được anh. Tương tư. Bên, đừng bấm. Suýt nữa thì người đã biết. Rất là đẹp trai, rất là thư sinh phải không ạ? Nãy giờ em thấy là anh Quang Lê cười hoài à. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Keo Na Khôn, vùng xây nhà. Em là sinh viên tại trường đại học Tôn Đức Thắng, em đến từ nước Lào ạ. Mình rất tự hào khi được mang trong mình hai dòng máu điện Lào. Chính vì những ấn tượng rất đẹp về Việt Nam, qua lời kể từ mẹ từ nhỏ, đã thôi thúc mình trở về Việt Nam. Với những trải nghiệm thực tế rất thú vị, đó là lý do mà mình hòa nhập rất nhanh với môi trường sống nơi đây. Ngoài tình yêu với âm nhạc, sở thích thứ hai của mình đó là thể thao. Khi còn ở Lào, mình đã từng là vận động viên quốc gia bộ môn Taekwondo. Đối với mình, nếu như Taekwondo là đam mê, là nhiệt huyết của tuổi trẻ, thì âm nhạc chính là tình yêu, mà hơi thở là lý tưởng của cuộc đời. Ngày hôm nay, mình rất vui và tự hào khi được đứng trên sân khấu của chương trình Ai Sẽ Đằng Sau để chinh phục ước mơ âm nhạc đã ủ rất lâu của mình, và đặc biệt là được cất lên những giai điệu yêu thương ngay trên chính quê hương mình. Một anh chàng hot boy hát rất là hay đến từ Lào. Và ngày hôm nay thì em lựa chọn một ca khúc rất là quen thuộc với các bạn giới trẻ hiện tại, đó chính là ca khúc Suýt Nữa Thì. Và trong cái giọng hát của em thật sự rất là cao phải không ạ? Rất là ngọt ngào, và đặc biệt là với ngoại hình như thế này thì ai mà không mê được. Và chúc mừng em đã nhận về cho mình hai sự lựa chọn. Cái gì vậy em? Anh chưa nói gì trơn mà. Ủa sao vậy anh Quang Lê? Em ơi, anh Quang Lê không có bấm chọn em. Thành ra bây giờ nếu mà những cái dòng sau á, nếu mà khi mà về đội á, thì em đừng có chọn anh Lê nghe. Không có nha. Hả? Chứ hồi sao? Nãy là hồi nãy là anh thấy là chị Tuyết chưa bấm, thì anh đợi gần cuối đó thì anh sẽ bấm để anh nói với em một điều. Dĩ nhiên là bây giờ có hai bấm là em được đi vào trong rồi. Dạ đúng. Nhưng rồi mà vòng sau nữa thì em phải về một đội đúng không? Cho nên là anh muốn dành cái bấm sau cùng để cho em nhớ phải về đội anh Lê nghe chưa? Cái này là cái chiến thuật là bấm trễ nhưng mà có sự gửi gắm cho vòng trong luôn. Còn một cái rất là quan trọng nữa, tại dự định là trong năm tới là anh có một cái live show rất lớn tại Lào, tại vì bên đó. Một cái thông tin khiến em choáng ngợp đấy mà. Em ơi, cái chữ dự định đó em, nó mông lung lắm em. Nó tương lai lắm chị hả? Dạ. Nãy giờ em đang rất là tò mò, em đang rất là thắc mắc thì tại sao em nói tiếng Việt giỏi như vậy, còn tiếng Lào của em có thể nói vài câu để gửi tặng mọi người không? Giờ em hát bài gì nè? Hát tiếng Lào đúng không? Dạ, em hát bài lúc này luôn nhưng mà em dịch sang tiếng Lào. Suýt nữa thì luôn. Dạ. Hôm qua khơi đây từ kẹp màn quay khung này hùa dài không không nan mi phiên ta khói thì hẳn là hú quan trình hà vừa trao mi khôn khôn nan khói không tông nhộm hát ความจริง
phú giữ bên bẹp ní khói không bồi dưới xíu em là hay quá hơn mà vẫn ngọt ngào. Cho chị hỏi em là gốc Lào luôn hay là em là có ba mẹ gì người Việt không? Dạ em có mẹ người Việt ạ. Vậy là em học tiếng Việt này lâu chưa? Từ bé là có học sơ sơ thôi ạ. Lên lớp 12 mới học chính thức. Hồi nãy chị đang nói trong cái tiếng Việt của em hát tốt. Mẹ em hát tốt ở những quảng cao. Nhưng mà những cái luyến của em nó không có, chưa đủ đã và nó chưa có cái hồn trong đó nhiều. Nhưng khi hát lại một đoạn của cái tiếng Lào của em á, thì cái sự mượt mà và cái tình cảm nó có trong đó ngay. Có thể cố gắng mình luyện để mà cho nó được tình cảm mà nó mượt mà như cái âm phát ra cái tiếng Lào của mình nó thì nó tuyệt vời. Chúc mừng em. Cho chị ý kiến chút xíu được không? Dạ, xin mời huấn luyện viên Minh Tuyết ạ. Cái giọng hát của em á rất là sáng, nhưng khi em hát tiếng Việt bài đó đó, cái cao độ em á nó bị chênh vênh. Chính xác. Bởi cái làn hơi em nó chưa có đủ. Em cái trụ cột hơi em nó chưa có chắc. Cho nên khi em lên cao độ nó bị chênh vênh một chút xíu. Có là em phải tập thêm cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là em hát đó, cái sự nhút nhát trong em bước qua bước lại chị vẫn còn thấy em vẫn còn nhút nhát. Cái điều thứ ba nữa là khi em hát đó, mình lên sân khấu mình hát live, mình có band, cho nên em hát em phải nhấn nhá một tí thì người ta mới nghe rõ em hát cái gì. Và chị nghĩ là chị đủ khả năng để làm cái điều đó cho em. Quốc Đại bào chữa cho em luôn. Anh nhìn em biểu diễn trên sân khấu, mọi cái đều rất là mộc. Và cái điều đó có thể là một cái bất lợi, nhưng mà sẽ là một cái thuận lợi trong cái Ai Sẽ Thành Sao này. Bởi vì em sẽ được huấn luyện thêm. Và anh nghĩ là ở đây ai cũng có thể làm giúp em được điều đó. Nhưng mà em nhớ người bấm đầu tiên là anh với chị Cẩm Ly. Nhưng mà em xin được bật mí luôn với các vị huấn luyện viên. Đó chính là anh chàng đẹp trai của chúng ta đứng bên cạnh Quốc Bảo đây. Có một cái sự quan tâm và một cái tình cảm đặc biệt, cụ thể là một món quà dành cho một vị huấn luyện viên ngay sau đây. Và đó là quà gì em nhỉ? Hôm nay không chỉ em hát, nhưng mà em có một món quà cho anh Quang Lê ạ. Quà cho anh Quang Lê! Đồ ăn rồi! Cho tôi món gì đây trời? Cái gì vậy? Bánh da heo à? Bánh da heo. Bánh da lợn. Em ơi, người ta gọi là bánh da lợn em nhé. Em chia sẻ về món quà này của mình đi. Vì em qua đây em thử rồi em cảm thấy ngon. Nó ngon á. Nhưng mà chị hỏi nè, vậy là tụi chị đâu có cơ hội đâu, sau nãy không nói luôn cho rồi. Cái này là ta tặng quà thôi chứ chưa chắc là ta về đội. Thế tại sao bốn huấn luyện viên mà em chỉ tặng có một mình anh Quang Lê? Hay là em cảm thấy ảnh ốm quá em cần bồi dưỡng cho ảnh? Dạ đúng rồi ạ. Dạ đúng rồi. Em phải bổ sung vô. Có một câu hỏi lớn được đặt ra ở đây, đó chính là tại sao khi mà em đến Việt Nam em ăn bánh da lợn em nghĩ ngay đến anh Quang Lê? Tại sao vậy? Bảo à, em nói rất là đơn giản, là tại vì em sẽ cảm thấy là rất có lỗi nếu mà vòng sau không về với Quang Lê, nên em tặng quà trước. Hai này là đó, hai này sẽ có cơ hội. Nhưng mà đặc biệt là anh Quang Lê, món bánh da lợn có phải là món mà anh yêu thích không? Đây là món anh yêu thích mà, rất là ngon. Xin được cảm ơn rất là nhiều món quà vừa rồi dành cho huấn luyện viên Quang Lê. Và một lần nữa, một tràng pháo tay dành cho chàng trai của chúng ta. Xin được chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình.